Chào mừng tất cả các bạn đã đến với video của tạp chí Đông Y, kênh chia sẻ những kiến thức về sức khỏe và những bài thuốc về dân gian, nguyên liệu được lấy từ tự nhiên. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Các bạn thân mến, đã bao giờ các bạn nghĩ tới cách giảm cân bằng đậu đen chưa? Đây là một trong những phương pháp kỳ diệu nhưng hiệu quả hoàn toàn đã được chứng minh nhé. Đây cũng chính là bí quyết đặc biệt của người Nhật giảm béo đó nhé. Và ngày hôm nay, để hiểu rõ hơn về cách làm và áp dụng thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn bí quyết giảm cân an toàn và làm mát gan tại nhà bằng đậu đen. Lý do mà đậu đen có thể giúp các bạn giảm cân, giảm béo đó là đậu đen có chứa một hợp chất chống oxy hóa anthocyanin. Đây là một hoạt chất cực tốt giúp bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật, kháng ung thư và đặc biệt tống chất béo ra khỏi cơ thể. Thêm vào đó, đậu đen còn chứa một loạt nguyên tố albumin, các loại vitamin A, B, C, PP, glucid, protein và muối khoáng. Vậy, cách làm và áp dụng như thế nào cho đúng cách thì giờ xin mời các bạn hãy cùng mình chuẩn bị một số nguyên liệu như sau. Nguyên liệu mà các bạn cần chuẩn bị đó là 1 lít nước lọc, 100g đậu đen. Chuẩn bị một chậu nước, sau đó các bạn đổ đậu đen vào. Các bạn quan sát nhé, những hạt đậu nổi lên là những hạt đậu bị hỏng, chúng ta sẽ bỏ đi và sau đó rửa sạch. Chuẩn bị một cái chảo, sau đó các bạn đổ đậu đen vào. Chúng ta sẽ rang cho tới khi đậu thơm và nổ tách tách là được. Chuẩn bị một cái bếp và một cái nồi, sau đó các bạn đổ 1 lít nước lọc đã chuẩn bị vào. Cho đậu rang vào. Đậy vung lại, bật bếp lên. Chúng ta đun cho tới khi đậu chín là được. Như vậy đậu cũng đã chín, giờ mình tắt bếp, mở vung ra đợi cho nguội. Và đây là nồi đậu đen sau khi mình để nguội. Chuẩn bị một cái bát và một chiếc lọc, sau đó các bạn đổ ra, lọc lấy mình phần nước. Và như vậy là chúng ta đã xong. Và đây là bát nước đậu đen giảm cân và làm mát gan của chúng ta. Rất là đơn giản phải không các bạn? Cách sử dụng như sau. Với bát nước này thì các bạn sẽ chia nhỏ ra uống nhiều lần trong một ngày. Chúng ta sẽ cố gắng vào trước khi ăn tầm 30 phút. Các bạn cũng có thể làm nhiều, sau đó cho vào một chiếc lọ, đậy kín và để ở ngăn mát tủ lạnh dùng dần. Để có hiệu quả cao và nhanh nhất thì các bạn nên áp dụng thường xuyên nhé. Như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các bạn cách giảm cân và làm mát gan tại nhà bằng đậu đen. Mình mong rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn trong cuộc sống. Hãy like và chia sẻ để ủng hộ mình nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau!